60 phút vàng siêu trợ giá áp dụng cho mọi khách hàng gói ưu đãi 4 trong 1, giảm giá trực tiếp 40%, giao hàng tận nơi, nhận quà như ý, duy nhất một ngày trong tuần. Trợ giá đặc biệt chỉ có trong 60 phút vàng, 60 phút giới hạn. Nhanh tay đặt ngay 1900 7137. Xin được chào mừng tất cả quý vị cùng dành thời gian quý báu của mình đến với một chương trình đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay, đúng không ạ? Quý vị ơi, đã bao lâu rồi quý vị chờ đợi chương trình 60 phút vàng siêu trợ giá quay trở lại với nhà mình? Thì ngay bây giờ quý vị nhé, ngay bây giờ quý vị đừng có đi đâu hết nha. Hãy cùng với Trinh và Như Nguyễn mình cùng chia sẻ với nhau những món quà dành cho sức khỏe của chính gia đình của mình, và với một cái mức chi phí mà quý vị không cần phải đắn đo quá nhiều đâu ạ, để chúng ta đầu tư toàn diện cho sức khỏe của mình quý vị ơi. Trinh nói thật đó quý vị, nếu mà nói về sức khỏe thì ai cũng nói rằng là chúc nhau sức khỏe, chúc nhau thật là nhiều sức khỏe, thật là tốt chẳng hạn. Nhưng quý vị đã làm gì hay chưa để cải thiện, để nhận thấy được sức khỏe của mình nó tốt dần hơn từ bên trong? Nếu như quý vị chỉ nói không mà chúng ta không có bất kỳ một biện pháp nào, một cái hành động cụ thể nào, thì sức khỏe tốt ở đâu quý vị? Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ có một cơ hội chăm sóc toàn diện đến từ những viên đông trùng hạ thảo Wellness Nutrition quý vị nha. Nhắc tới toàn diện đó quý vị là chúng ta đã nhớ ngay, nghĩ ngay đến đông trùng hạ thảo rồi. Đúng vậy. Lâu nay mình sẽ sợ là giá thành hơi cao. Quý vị yên tâm, hôm nay yên trong 60 phút vàng siêu trợ giá tràn ưu đãi của VTV Hyundai, thay vì giá chính hãng là 2.190.000 đồng, ta có thể đổi lại một số con số nha. Một lần mua siêu đãi chỉ còn có 1.290.000 đồng thôi quý vị ơi. Bất ngờ chưa ạ? Mà không chỉ có là một bộ 3 hộp viên uống đông trùng hạ thảo Wellness Nutrition, mà chúng ta còn có quà tặng nữa, một hộp Omega 369 nè. Sẽ còn có thêm nữa, đó chính là một hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Green Living. Bên cạnh đó thì sẽ còn có là thực phẩm bảo vệ sức khỏe sụn cá mập Shark Cartilage nữa quý vị nha. Wow, như vậy là chúng ta đã có được rất là nhiều quà tặng, mà chưa dừng lại đó, còn tặng thêm 2 gói kẹo hồng sâm cho quý vị nữa. Đúng rồi, như vậy thì từ sản phẩm, chính sản phẩm quà tặng nó đều tốt cho sức khỏe của nhà mình. Và thưa quý vị, đây là viên uống đông trùng hạ thảo đến từ Mỹ quý vị nhé. Sản phẩm cao cấp được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ về Việt Nam, đạt chứng nhận FDA của Mỹ quý vị. Chúng tôi đặc biệt cam kết về chất lượng, đã công bố và được xác nhận với Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế quý vị nha. Quý vị thấy rằng là không phải đơn giản, không phải ngẫu nhiên mà đông trùng hạ thảo đã được quý hiếm từ xưa cho đến nay, và không phải lúc nào bản thân của chúng ta cũng có cơ hội được sử dụng đông trùng hạ thảo, phải không quý vị? Bởi vì thực sự đó quý vị, khi mà mình tìm hiểu kỹ hơn đó Nguyễn ha, thì đông trùng hạ thảo đặc biệt lắm, nó vừa là động vật mà cũng là sự kết hợp của thực vật luôn. Và cụ thể là như thế nào, và sự kết hợp này nó mang đến những cái ưu điểm đặc biệt nào của đông trùng hạ thảo, thì ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi những hình ảnh ngay sau đây quý vị nha. Từ xa xưa, Đông y đã nổi tiếng với những phương thuốc vô cùng quý giá từ thiên nhiên. Một trong số đó chính là đông trùng hạ thảo. Từ lâu, Trung Quốc đã lan truyền các câu chuyện về một loài sinh vật thần kỳ, khi thì là côn trùng, khi thì là cây. Và vị thuốc này được chính thức ghi trong tài liệu thuốc đông y Trung Quốc vào giữa thế kỷ 18. Ngày nay, dưới sự phát triển của y học hiện đại, các nhà khoa học trên khắp thế giới đã chứng minh được những công dụng của đông trùng hạ thảo. Dù là đông y hay tây y, đối với đông trùng hạ thảo thì cả hai trường phái y học này đều thống nhất về công dụng của chúng trong việc nâng cao và cải thiện sức khỏe cho con người. Tại Việt Nam, đông trùng hạ thảo lần đầu tiên được tìm thấy trong tự nhiên vào năm 1993. Với những tác dụng thần kỳ, loại dược liệu quý giá này ngày càng được ưa chuộng và phổ biến ở nước ta. Quý vị ơi, với những hình ảnh vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy là hiện nay trên thế giới người ta đã tìm kiếm và phát hiện ra phải hơn 600 loài đông trùng hạ thảo thưa quý vị, nhưng mà gọi chính xác hơn đó là trùng thảo quý vị, để mà chúng ta có thể là tìm ra những cái loại nào mà có dưỡng chất, cái hàm lượng dinh dưỡng ở bên trong nó cao nhất, thì người ta tìm ra hai chủng là Cordyceps sinensis và Cordyceps militaris. Và hôm nay thì đó chính là những chiết xuất của chủng Cordyceps này. Đúng để mà hả? Chúng ta có thể tạo thành những cái viên nang mình thì dễ dàng sử dụng hơn, và công dụng là gì ạ? Để mình có thể là bồi bổ
bổ sức khỏe và tăng cường sức đề kháng đó quý vị. Đúng rồi ạ. Và nếu như mà chúng ta nói về sức đề kháng, nói về hệ miễn dịch thì Trinh biết một điều rằng là trước đây quý vị nghe nhiều lắm. Quý vị cứ nói rằng là mình phải ăn uống nè, rồi mình phải tập luyện để cho mình có được một cái sức đề kháng thật là tốt hơn. Thế nhưng quý vị có biết rằng là sức đề kháng và hệ miễn dịch không phải tự nhiên mà nó tốt tự nhiên là một cái tấm khiên đó quý vị. Là tấm khiên của chúng ta giống như là một cái tấm khiên nó chống chọi những cái loại vi khuẩn, virus và những cái loại giống như là ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Và nếu như mà chúng ta không có một cái quá trình nuôi dưỡng và tái tạo thì làm sao mà cái sức đề kháng của bản thân nó khỏe được và cái hệ miễn dịch của mình nó tốt được quý vị. Những năm gần đây Trinh nhận thấy một điều là chính bản thân của mình luôn Nguyễn ơi, cái sự nhận thức của mình nó thay đổi một cách sâu sắc rất là nhiều về hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch nó đóng vai trò cực kỳ quan trọng quý vị nhé. Ví dụ như bây giờ đó quý vị, sáng thì nắng, chiều thì mưa, thời tiết thay đổi, chênh lệch nhiệt độ liên tục. Nếu như những ai mà có sức đề kháng họ khỏe, hệ miễn dịch họ tốt thì họ sẽ đỡ gặp phải những cái tình trạng là cơ thể của mình nó bị suy yếu dần. Còn nếu những ai mà cái hệ miễn dịch của mình nó đã bị yếu dần theo thời gian và sức đề kháng nó kém đó quý vị thì mình rất là khó để mình chống chọi được với những cái thay đổi đó quý vị nhé. Cho nên một lần nữa đó quý vị, sức đề kháng và hệ miễn dịch đặc biệt và quan trọng. Vậy thì chúng ta cần phải khỏe từ ở bên trong thì chúng ta mới có được một cái bộ đôi vũ khí nó tốt đến như vậy. Và một trong những điều mà chúng ta thường xuyên nghe từ xưa đến nay là mỗi lần mình thấy ai đó có vấn đề về sức khỏe hoặc là mỏi mệt hoặc là cần phải phục hồi cơ thể của mình thì thường mình hay nghe đó là có nhân sâm, có yến của Việt Nam mình và đặc biệt là có đông trùng hạ thảo. Vậy thì đông trùng hạ thảo nó khác biệt như thế nào mà từ ngàn xưa đã vất vả tìm kiếm và đến tận thời điểm bây giờ mọi người vẫn có cái mong muốn là phải được sử dụng đông trùng hạ thảo quý vị nha. Vậy thì đông trùng hạ thảo là như thế nào mà lại nổi tiếng từ ở khu vực là Tây Tạng này, Trung Quốc này, Bhutan này, Nepal này, rồi cả ở Mỹ nữa họ cũng chuộng dùng đông trùng hạ thảo luôn quý vị. Và bây giờ là Việt Nam của chúng ta thì mình có thể nhìn một chút xíu để hiểu hơn tại sao lại đông trùng hạ thảo. Cái tên mình nghe thôi là mình sẽ hình dung là mùa đông hình như nó là một con trùng và mùa hạ nó có phải là một cây cỏ hay chính không xác, thì chúng ta sẽ được nghe những cái nghiên cứu của các nhà khoa học để mình thấy được rằng là ở đây nè quý vị, đó ở đây thì con bướm nó sẽ đẻ trứng để tạo nên cái phần ấu trùng quý vị. Những cái con ấu trùng đó, những con sâu non đó thì nó đã hình thành và nó sẽ di chuyển vào bên trong lòng đất quý vị nha. Và có một loại nấm, một cái loại nấm đó nó sẽ ký sinh ở trên cái thân của con sâu non đó quý vị. Và đây phải là nấm chủng Cordyceps nha, thì nó mới tạo nên một cái loại cây rất là đặc biệt là mọc ra khỏi đầu con sâu non như vậy và có cái hàm lượng dinh dưỡng như vậy quý vị ơi. Nấm dần dần phát triển và bắt đầu hút chất dinh dưỡng của cái con sâu non này, cho nên nếu mà vào mùa đông mà quý vị tìm thấy nó đó thì quý vị sẽ thấy là hình dạng của nó làm giống như một con sâu quý vị, một con ấu trùng. Nhưng mà khi mà bắt đầu bào tử nấm phát triển á quý vị, và bào tử nấm phát triển và vượt ra khỏi đầu con sâu luôn và bắt đầu ngoi lên khỏi mặt đất thì khi đó tiết trời đã chuyển sang hè rồi và toàn bộ chất dinh dưỡng của con sâu non thì đã được cái nấm nó hút hết cho nên khi đó nó lại trở thành một cái loại thực phẩm quý quý vị đó, và bắt đầu người ta sẽ đi tìm. Nhưng mà để tìm thấy được đông trùng hạ thảo quý vị là phải tìm ở trên những đỉnh núi rất là cao. Đó, lạnh tiết nữa. Trời, cái khí trời thì rất là lạnh quý vị. Đúng rồi, đó, cho nên là cái quá trình mà tìm kiếm được từng con đông trùng hạ thảo, từng cái loại đông trùng hạ thảo như thế này nè quý vị, cái loại sinh vật quý hiếm và kỳ lạ như thế này là đòi hỏi vất vả và cả một cái quá trình nghiên cứu nha quý vị. Cẩn thận để giữ được nguyên hiện trạng như thế này, không ảnh hưởng luôn tới cả toàn bộ đông trùng hạ thảo. Đúng rồi ạ, và không phải lúc nào chúng ta cũng có đủ những cái vùng đất mà nó có chứa đủ cái nguồn dinh dưỡng và đủ cái điều kiện để cho đông trùng hạ thảo sinh sôi và phát triển và đảm bảo được một cái quy trình như thế này để chúng ta có được một loại thực phẩm quý mà phải nói rằng là rất quý hiếm từ thiên nhiên đó quý vị. Ở những cái vùng núi rất là cao, khí hậu lạnh mà phải nói rằng là khắc nghiệt để mà con người vất vả tìm đến quý vị nhé. Bởi vậy mới nói rằng từ xưa đến nay đó quý vị, để có được đông trùng hạ thảo từ thiên nhiên là đã rất là hiếm rồi, mà để mang được về để mà chúng ta sử dụng thì nó lại càng một cái quá trình nó vất vả đến nhường nào nữa quý vị. Do đó thì từ xưa đến nay đó, đông trùng hạ thảo được nghiên cứu, được chứng minh rất là nhiều, từ cái hiệu quả thực tế luôn cho đến là cả trong y học quý vị nha. Đông trùng hạ thảo có chứa những axit amin và những vitamin đặc biệt, nó hỗ trợ tăng cường cho sức đề kháng, nó bồi bổ cơ thể của chúng ta từ ở bên trong. Cho nên đó quý vị, khi mà chúng ta nhận thấy là cơ thể của mình đang quá là căng thẳng và mệt mỏi rồi, hoặc là chúng ta đang bắt đầu cảm thấy rằng là mình đang thay đổi từ cái lứa tuổi là mình còn trẻ sang trung niên và lão niên đó quý vị, thì mình bắt đầu nhận thấy cơ thể mình nó bị suy yếu dần theo thời gian, nhiều cái cơ quan bộ phận nó cũng bị thoái hóa dần dần từ ở bên trong. Cho nên là có nhiều khi trước đây
quý vị, mình ngủ một đêm là chỉ có 5-6 tiếng thôi để mình làm việc nhiều hơn thì mình thấy vẫn khỏe. Nhưng mà khi mình đã 30 tuổi, 35 tuổi, 40 tuổi trở lên rồi, một đêm mà chúng ta ngủ chỉ khoảng 5-6 tiếng mà quý vị ngủ quá ít như vậy thì sáng ngày hôm sau mình không có đủ sức khỏe quý vị nhé. Rồi chưa kể là những người lớn tuổi đó Nguyễn, ban đêm bị mất ngủ mà cứ trằn trọc xoay qua xoay lại cái tới sáng luôn. Cái là sáng ngày hôm sau mình thấy là sao nó uể oải quá mà cứ ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba kéo dài từ ngày này qua tháng nọ thì cơ thể của mình nó suy yếu điều chắc chắn quý vị ơi. Mà sức khỏe của chúng ta suy yếu thì nó kéo theo điều gì quý vị? Hệ miễn dịch của mình nó cũng giảm đi luôn và sức đề kháng mình nó cũng giảm đi. Trên mới nói vì sao là mình thấy là thời tiết thay đổi một chút thôi là mình bệnh, rồi mình thấy là mình làm việc chút xíu thôi là mình phải mệt, rồi mình ngồi mình nghỉ. Nếu như mà quý vị nhận thấy bản thân của mình đang có những cái triệu chứng như vậy, những cái vấn đề này, tức là từ bên trong mình đã có những cái dấu hiệu và chúng ta để ra bên ngoài, thì Trinh không nghĩ rằng đây là một cái điều tốt quý vị nhé, mà chúng ta phải nên thay đổi và cải thiện dần dần đó quý vị ơi. Vậy thì bây giờ quý vị hãy cùng như Nguyễn và Tú Trinh để mà chúng ta hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của hệ miễn dịch với cơ thể của mình là như thế nào nha. Sức đề kháng hay còn gọi là hệ miễn dịch là khả năng phòng vệ chống lại sự xâm nhập của các yếu tố ngoại lai gây bệnh như virus, vi khuẩn, ký sinh trùng vào cơ thể. Đặc biệt, mọi người ở mọi lứa tuổi đều có nguy cơ nhiễm virus. Tuy nhiên, người có bệnh tiềm ẩn hoặc hệ miễn dịch suy giảm như người già trên 65 tuổi sẽ có nguy cơ tử vong cao nhất khi bị nhiễm bệnh. Vậy thì đó quý vị, chúng ta hiểu rồi đó, hệ miễn dịch giống như một cái hàng rào bảo vệ đúng cơ rồi. Thể. Một và nó nằm ở đâu ạ? Nó nằm khắp trên cơ thể của đúng chúng rồi. Ta quý vị nha. Hệ miễn dịch đó, nó sẽ có ở cái phần mà amidan của mình nè, nó sẽ có ở làn da của mình nè, rồi nó sẽ có khắp cơ thể của mình đúng luôn. Rồi. Tại sao nó rải rác như vậy? Để bảo vệ toàn bộ cơ thể và đi qua từng lớp để bảo vệ chúng ta từ hàng rào bên ngoài cho tới những tế bào bạch cầu cho tới cả là cái cơ chế phòng vệ bên trong cơ thể của mình để mà có thể đẩy lùi những cái kháng nguyên và ngăn chặn từ đầu những cái quá trình gây bệnh. Tuy nhiên trong cái quá trình mà chúng ta sinh hoạt trong cái chế độ dinh dưỡng của chúng ta thì cái sức đề kháng của mình bị giảm dần, cái hệ miễn dịch của mình bị suy yếu bởi những tác động bên ngoài và những nguyên nhân từ bên trong cơ thể nữa, thì liệu nó sẽ dẫn tới những kết quả gì ạ? Tuổi tác của mình đó quý vị, nó khiến cho chúng ta cảm thấy lúc nào cũng là căng thẳng mệt mỏi. Thì sao mới có 30 tuổi, 40 tuổi thôi mà cứ ngày nào thay vì là tinh thần phơi phới phấn chấn thì căng thẳng, không tập trung, mệt mỏi uể oải kéo dài, rồi lão hóa cũng xuất hiện nhanh hơn, thể hiện qua làn da của mình nó bị xỉn màu nè quý vị, rồi mái tóc của mình nó cũng không có còn được bóng mượt như trước nữa. Và nhất là cái việc đó nha, mà chúng ta bị suy yếu hệ miễn dịch thì phải nói Nguyễn ơi, nó vô cùng nguy hiểm luôn đó Nguyễn ạ. À. Chính xác luôn quý vị. Quý vị hình dung hệ miễn dịch giống như một cái hàng rào bảo vệ cơ thể của chúng ta, nhưng liên tục bị tác động bởi môi trường ô nhiễm nghiêm trọng nè, khói nhiên liệu bụi mịn nè, rồi còn nguồn nước ô nhiễm nặng nữa quý vị. Chưa kể là những cái vi nhựa quý vị, chúng ta dễ dàng bị ảnh hưởng tại vì ăn vi nhựa hay uống vi sợi nè, rồi cái thói quen sinh hoạt không khoa học nữa. Đó, bắt đầu ở cuộc sống hiện đại nó cũng mang tới những cái nhiều hệ lụy lắm quý vị ơi. Và khói thuốc lá xung quanh chúng ta, rồi áp lực công việc nữa quý vị. Vô vàn những cái lý do để nó tác động đến hệ miễn dịch và khiến hệ miễn dịch suy yếu dần dần. Hệ miễn dịch suy yếu thì lại ảnh hưởng tới cơ thể vô cùng luôn. Tại vì cái hàng rào trắng nó đã bị tác động rồi. Đúng rồi. Vậy thì chúng ta phải có giải pháp thưa quý vị. Vậy đâu là giải pháp dành cho quý vị ạ? Có một câu nói mà Trinh thấy rất là hay trong những cái hình ảnh chia sẻ vừa rồi. Chúng ta thấy rằng là đôi khi sức khỏe sẽ bỗng dưng trở nên quá xa xỉ với mình như vậy. Và cái câu nói này nó cũng khiến cho mình giật mình và mình nhìn lại gì mà mình đang trải qua. Đã bao lâu rồi quý vị không dành tặng những cái món quà chăm sóc sức khỏe dành đến cho chính mình và cả những người mà chúng ta lúc nào cũng muốn nhìn thấy họ khỏe mạnh. Vậy thì ngày hôm nay đó quý vị, chỉ có ở đây quý vị nhá, trong chương trình 60 phút vàng này, tại sao chúng tôi lại lựa chọn dòng sản phẩm là Đông trùng hạ thảo Wellness Nutrition dành đến cho quý vị ở đây? Bởi vì đây là dòng sản phẩm với thực phẩm quý hiếm từ thiên nhiên quý vị nhá, được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ về Việt Nam luôn. Ngay cả cái hộp này nè Nguyễn, mình thấy là mình mang về làm quà tặng mình cũng thấy rất là đẹp luôn đó quý vị ơi. Một cái hộp lớn như thế này, ở bên trong nó sẽ có là 3 hũ Đông trùng hạ thảo quý vị nhá. Mỗi hũ là 90 viên, như vậy là 3 hũ tổng cộng là 270 viên. Mà quý vị nhìn xem nha, từ đằng trước ra cả đằng sau luôn, thiết kế rất là đẹp mắt luôn quý vị. Made in USA quý vị nhá, sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ về Việt Nam, có giấy chứng nhận của FDA nữa quý vị. Và chúng tôi lại còn cam kết bồi thường đến 500% nếu quý vị phát hiện sản phẩm này là hàng giả quý vị nha. Chưa kể bên cạnh đó là còn có được những cái chứng nhận đảm bảo từ Bộ Y tế Việt Nam của mình. Và Nguyễn ơi, để có mặt ngay bây giờ trong chương trình này thì cũng có qua nhiều tầng kiểm duyệt của VTV Hyundai để quý vị chúng ta mua về và mình an tâm mình sử dụng cho mình nè và cho cả những người thân của mình nữa đó quý vị. Với một cái sản phẩm mà đã được chứng nhận FDA đầy đủ GMP, hết rồi, còn có cả
cả chứng nhận của Bộ Y tế. Thì đúng đây rồi, chính là một cái sản phẩm mà chúng ta có thể tin tưởng được đó quý vị, và mình có thể lựa chọn để bổ sung sức khỏe cho mình. Và hơn cả nữa là đông trùng hạ thảo mà quý vị bình thường á, quý vị mua mà theo trọng lượng của nó đó, chắc chắn chúng ta không mua nhiều được đâu quý vị, tại vì mua nhiều giá của nó cả bạc tỷ lần quý vị. Cho nên thường á là mình sẽ mua cái lượng rất là ít, vài lạng, vài trăm gram thôi, mà chưa kể là hàng giả, hàng nhái quý vị ơi. Nhiều khi mình thấy nguyên con đông trùng hạ thảo như vậy đó, nhưng mà mình không biết cái xuất xứ của nó có thật sự là từ cái vùng nào, vùng núi cao, hay là người ta đang khai thác và người ta nuôi trồng ở đâu. Còn bây giờ đã được kiểm định rồi, sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ, chúng ta cảm thấy an tâm hơn. Và bên cạnh đó nữa đó quý vị, thì chúng ta cũng có những cái chứng nhận chất lượng rồi, mà giá của chúng ta ngày hôm nay thì lại đang rất là ưu đãi, hỗ trợ chúng ta để mình có thể là có được cả một cái bộ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Wellness Nutrition, viên uống đông trùng hạ thảo từ Mỹ quý vị nha. Chiết xuất nấm đông trùng hạ thảo 525mg một viên như thế này, và hiệu quả tốt nhất khi uống một viên một ngày cùng với bữa ăn. Như vậy là đâu có mất quá nhiều thời gian của chúng ta đâu. Đúng ha rồi. Mà mình đã có thể là cung cấp cho cơ thể nhiều những cái acid amin, khoáng chất và vitamin quan trọng nữa, để mình hỗ trợ tăng cường sức khỏe, bồi bổ cơ thể nè, tăng cường sức đề kháng, rồi tốt cho người vừa ốm dậy, cho người sau phẫu thuật, phù hợp với người lớn tuổi bị suy giảm sức khỏe đó, phù hợp với cả những người mà cần bồi bổ sức khỏe nữa quý vị nha. Đúng rồi thưa quý vị, và do đó thì thực phẩm quý giá từ thiên nhiên mà nó xây dựng thể chất khỏe mạnh của chúng ta từ trong ra ngoài, nên quý vị an tâm nhé, thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đông trùng hạ thảo đó, nó là một cái loại dược liệu quý mà chúng ta nghe nói từ rất lâu rồi. Trước đây thì chỉ được sử dụng cho các cái đối tượng là vua này, quan này và ở trong hoàng cung thôi. Bởi vì ở đây cái chức năng của đông trùng hạ thảo là giúp cho cơ thể khỏe khoắn hơn, giúp duy trì được cái tuổi thanh xuân lâu hơn, duy trì được cái chức năng sinh lý của cả nam cũng nữ, cũng như là nữ. Và ngày nay đó thì với cái ánh sáng của khoa học thì người ta đã thấy rằng thành phần của đông trùng hạ thảo về dinh dưỡng nó rất là cân đối và rất là giàu chất dinh dưỡng. Ở trong đông trùng hạ thảo có đến 18 axit amin, tức là để cung cấp những cái chất cần thiết cho các cái phản ứng ở trong cơ thể của chúng ta. Cũng cung cấp được 12 cái vitamin khác nhau và đến 17 cái loại khoáng chất khác nhau. Thì như vậy đây là một cái sản phẩm rất là giàu dinh dưỡng để sử dụng cho những đối tượng mà đang có những cái nhu cầu các cái chất dinh dưỡng cao, chẳng hạn như là những cái người mới ốm dậy hoặc là người cao tuổi mà chúng ta ăn uống kém, chúng ta thiếu các cái dưỡng chất dinh dưỡng, thì đây chính là một cái giải pháp để chúng ta bổ sung thêm. Chúng ta nuôi cấy được cái đông trùng hạ thảo nó cũng không phải là đơn giản, và cái việc chế biến như thế nào để nó đảm bảo được, để giữ lại được đầy đủ các cái thành phần chất dinh dưỡng với đầy đủ các cái chức năng là rất là khó khăn. Do đó khi lựa chọn thì chúng ta nên lựa chọn những cái sản phẩm mà có cái nguồn gốc mà đáng tin cậy, tức là được sản xuất, được nuôi trồng ở những cái nơi mà được đảm bảo cái quy tắc về sản xuất, chẳng hạn như là đạt được cái tiêu chuẩn GMP hay là được FDA công nhận, hoặc là nếu nhập về Việt Nam thì phải được Bộ Y tế của chúng ta công nhận cái tiêu chuẩn chất lượng. Quý vị ơi, quý vị thấy đó, với thực phẩm bảo vệ sức khỏe Wellness Nutrition, viên uống đông trùng hạ thảo được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ đó quý vị. Một sản phẩm cao cấp như vậy cho nên đã đạt đầy đủ những yêu cầu về các chứng nhận nha, như là chứng nhận FDA của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ nè. Rồi còn có thêm nữa là cam kết chất lượng đã công bố và được xác nhận bởi Cục An toàn Thực phẩm của Bộ Y tế nữa. Chúng tôi còn mang đến cho quý vị một cam kết bồi thường 500% nếu phát hiện sản phẩm là hàng giả đó quý vị. Cho nên là hôm nay chúng ta đã có một cái sản phẩm chất lượng đầy tin tưởng mà lại còn có mức giá ưu đãi dành cho quý vị nữa đây. Thưa quý vị, mức giá ưu đãi này là chỉ có tại VTV Hyundai thôi quý vị, để tri ân quý vị với cái sự kết nối của quý vị trong suốt thời gian vừa qua cùng với chúng tôi, tặng cho quý vị thêm hộp dầu cá omega 369 là quý vị, rồi sủng cá mập hỗ trợ cho hệ sinh tốt của mình sắc capillat, và còn có thêm đó chính là quý vị những viên uống rất là tốt cho não bộ của mình nha quý vị nha, và cả hai gói kẹo xăm như thế này luôn. Và thưa quý vị, ưu đãi như vậy dành cho sản phẩm bán chạy, quà tặng thì rất nhiều và còn được giảm giá sâu, là còn được giao về tận nhà cho quý vị, thì tất cả chỉ có đó xong là 60 phút vàng mà thôi. Nhưng mà bây giờ Trinh thấy là thời gian của mình không còn nhiều nữa quý vị nhé. Mình mà chờ đợi thì 60 phút này trôi qua thì thiệt sự rằng là, thứ nhất là cái mức giá này nè quý vị, thứ hai là cái bộ quà tặng ở đây nè, bộ quà tặng rất là tốt quý vị nhé, cũng không còn đủ để cho mà chúng ta mua về đâu quý vị ơi. Bởi vì sao quý vị? Sản phẩm chính là đông trùng hạ thảo rồi, tới 3 hũ như thế này là 270 viên nang đông trùng hạ thảo quý hiếm luôn quý vị nhé. Rồi bây giờ mình có quà tặng thì đầu tiên đó quý vị thấy cái hộp vàng vàng này quý vị thấy nó quen thuộc đúng không ạ? Trinh biết là ai cũng đã từng biết nghe qua nhiều về omega rồi, mà ở đây là omega
Omega-369 dầu cá được chiết xuất từ cá biển ở vùng biển sâu, cũng đến từ thương hiệu Natural Gift quý vị nhé. Chúng tôi tặng cho quý vị một hộp như vậy là 30 viên. Mà Nguyễn có biết không, nếu mà nói về công dụng của Omega đó quý vị thì người ta cũng đã biết rất là nhiều rồi. Nói nôm na đó quý vị, câu chuyện của Omega là câu chuyện giúp chúng ta bổ sung những cái nguồn dưỡng chất cho trí, cho thị và cho não, cho tim, cho của tâm, mình đúng không? Tức có nghĩa là mình sẽ có là bổ sung cho trí não của mình là quý vị, có DHA quý vị nhá, rồi có thêm cái tiền tố là EPA và DHA, nó tốt cho võng mạc của chúng ta và đặc biệt là cho tim mạch của mình nữa quý vị ơi. Rồi bây giờ Nguyễn và quý vị nhìn vào đây nha quý vị. Rồi quý vị thấy rằng nè, nếu như chúng ta có một mạch máu bình thường nó giống như là những cái con đường đi trong một cái đất nước rồi đó quý vị. Mạch máu của chúng ta khi mà nó thông suốt thì quý vị thấy không ạ? Đó, máu đi nuôi dưỡng khắp cơ thể của mình nha quý vị nha. Nó không hề bị cản trở gì hết đâu quý vị ơi. Đó quý vị thấy không? Đó, nó rất là thông suốt như thế này. Bởi vì sao quý vị? Đây là mạch máu sạch. Mạch máu sạch nha Nguyễn, nó không hề có những cái phần bị tắc nghẽn do cái lượng mỡ trong máu hay còn gọi là cholesterol, nó càng ngày nó càng bị đóng lại ở cái thành mạch máu của chúng ta và nó không có được giải quyết đi quý vị, nó cứ dày lên. Quý vị nhìn xem nè, đây đi qua rất là khó khăn rồi và cái tiết diện đây là quý vị, nó bị thu hẹp dần do mỡ trong máu và nhiều những cái lượng máu xấu quý vị nhá. Và nếu như nó cứ bị dồn nén như vậy thì ở đây quý vị ơi, quý vị nghĩ xem, nếu mạch máu bị vỡ thì sao quý vị? Mạch máu bị vỡ nó dẫn đến là đột quỵ và nó bị suy cơ tim của chúng ta, nhồi máu cơ tim. Cái câu chuyện này quý vị nghe rất là nhiều rồi, nhưng mà quý vị nghe xong quý vị cứ bỏ qua chỗ khác thì thật sự là nó không hề tốt quý vị nhé. Cho nên với omega 3 nó có dưỡng chất và tiền tố từ EPA và DHA, nó giúp giải quyết đi những cái mảng bám xấu ở trong thành mạch máu của mình. Từ đó nó giúp cho thành động mạch của chúng ta nó không còn những cái mảng bám như vậy và giúp cho những cái đường đi của máu trở nên nó thông suốt hơn, thì máu sẽ nuôi dưỡng đến tim, não bộ và những cơ quan trong cơ thể của mình chứ không phải bị tắc nghẽn lại như vậy quý vị nhé. Cho nên là ngày hôm nay chúng tôi tặng cho quý vị là gì ạ? Là omega 369 của Natural Gift luôn, để chúng ta kết hợp và chúng ta sử dụng bổ sung hàng ngày quý vị nha. Như vậy là quý vị thấy đó, đây là một cái sự quan tâm rất là chu đáo. Đúng luôn rồi, của chúng tôi gửi đến cho tất cả các khách hàng của VTV Now Home Shopping để có thể chăm sóc toàn diện luôn từ trong ra ngoài, để mà chúng ta đảm bảo là lúc nào máu của mình cũng lưu thông tốt trong cơ thể của mình, đưa máu đến não bộ, đưa máu đến tim để mà mình có thể là hoạt động trao đổi chất thật là tốt. Nhưng mà quý vị ơi đây chỉ mới là quà tặng thứ nhất thôi. Đó chính là omega 369 rồi quý vị, mà ở bên trong thì có thành phần DHA, EPA. Và bên cạnh cái việc mà có thể là hỗ trợ cho tim mạch nè, rồi hỗ trợ cho cả trí não nè, rồi cho võng mạc của mình nữa, thì với EPA đó quý vị còn hỗ trợ giảm mỡ máu nữa quý vị. Đúng rồi, đó theo những cái điều mà chúng tôi vừa phân tích. Mà quý vị ơi, một lần nữa phải nhấn mạnh là omega 369 á, những cái axit béo này cơ thể không có tự tổng hợp được quý vị. Cho nên là phải bổ sung quý vị đúng nha. Rồi ạ. Nhưng chỉ mới là quà tặng thứ nhất thôi. Còn bây giờ quà tặng thứ hai dành cho quý vị là gì ạ? Sẽ là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Cartilage bổ sung cho chúng ta, đó chính là sụn vi cá mập quý vị. Mà ở bên trong có hai thành phần vượt trội, đó chính là chondroitin và glucosamine, để mà chúng ta có thể là bảo vệ cái phần xương khớp của mình như thế này nè quý vị, tái tạo khớp, tái tạo sụn một cách nhanh chóng luôn. Quý vị hình dung là cứ theo thời gian và theo cả cái sự tích tuổi lão hóa trong cơ thể của mình á, thì phần sụn nè, rồi cả cái phần khớp của mình đã bị bào mòn dần được quý vị. Đó, do những cái hoạt động của chúng ta dần cái bao hoạt dịch, cái dịch nhầy giữa các phần khớp, phần xương nó bị giảm đi. Đó, rồi những cái phần khớp cứ cọ vào nhau thì nó sẽ đau, nó sẽ viêm, nó sẽ sưng quý vị ạ. Rồi sụn bị bao mòn nữa thì sẽ rất là dễ dẫn tới tình trạng là bị cứng khớp nè, sưng khớp, viêm nè. Rồi dần nữa nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới hệ xương khớp của chúng ta luôn, gây nên đau nhức, gây nên khó chịu và cả thậm chí là hạn chế trong cái quá trình mà chúng ta hoạt động thường ngày nữa. Đúng rồi, và chưa kể là nếu mà chúng ta không có cái sự hỗ trợ từ bên trong mà chúng ta điều trị đó quý vị, nó còn gây biến dạng khớp nữa quý vị ơi. Thì từ đó nó tạo nên cái sự mất không được thẩm mỹ khi mà chúng ta là phải cứ chấp nhận và phải chịu đựng như vậy đó. Và đó chính là quà tặng thứ hai của chúng ta quý vị nhé. Tặng cho quý vị đó chính là những viên uống sụn cá mập sắc Cartilage nha quý vị nha, cũng đến từ thương hiệu Natural Gift luôn. Và đó là hai quà tặng đầu tiên rồi. Vậy thì quà tặng thứ ba là gì? Quý vị có một dòng sản phẩm đặc biệt là viên uống hỗ trợ tăng cường tuần hoàn não quý vị nha, và giảm các triệu chứng của thiểu năng tuần hoàn não Green Living với sự kết hợp từ quả việt quất
Quốc của phương Tây và Ginkgo biloba hay còn gọi là cao bạch quả của phương Đông quý vị nhé. Và cũng đến từ thương hiệu Natural Gift luôn quý vị ơi. Đây, dòng sản phẩm quà tặng của chúng ta của cùng thương hiệu sản phẩm chính quý vị nhé. Made in USA quý vị ơi, sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ luôn. Tặng cho quý vị thêm một sản phẩm như vậy nữa là mình đã có bộ 3 sản phẩm rồi phải không ạ? Cho nên đó quý vị, mình mua ở đâu mà mình có sản phẩm chính và 3 sản phẩm quà tặng của cùng một thương hiệu như vậy mà nhập khẩu hết từ Mỹ luôn, là chỉ có mua tại 60 phút vàng trong VTV Hyundai thôi. Mà ở chưa hết đâu ạ, thêm quà tặng đến từ Hàn Quốc cho nhà mình, hai gói kẹo xăm như thế này, sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc luôn. Rồi đây quý vị nhìn xem, nguyên bộ sản phẩm quà tặng kết hợp với lại sản phẩm chính, là quý vị thấy không, chăm sóc toàn diện cho cả nhà của mình luôn rồi đó. Dạ, chăm sóc toàn diện mà chăm sóc luôn cái ví tiền luôn, quý vị có tính không ạ? Tức là bình thường á, mua ở bên ngoài á quý vị, giá chính hãng của ba cái hộp đông trùng hạ thảo này thôi quý vị nha, là 2.190.000, tức là gần 2.2 mà không có quà tặng, và chỉ mới là đông trùng hạ thảo. Nhưng quà tặng bây giờ tặng cho quý vị là tới 3 loại khác nhau của cùng một thương hiệu luôn. Omega 369 nè, rồi có thêm Shark Cartilus nè, thực phẩm bảo vệ mà có được cái chiết xuất từ sụn cá mập nè. Rồi còn có thêm nữa là thực phẩm bảo vệ sức khỏe nè, bổ sung và hỗ trợ cho cái quá trình tuần hoàn não nữa quý vị. Và còn có thêm hai gói kẹo xăm luôn mà chỉ có 1.290.000 đồng thôi. Quý vị không nghe lầm đâu ạ, 1.290.000 đồng mà thôi. Đúng rồi Nguyễn ơi, thật sự là mình không nghe lầm ha. Bên cạnh đó là còn có thêm sự cam kết chất lượng đã công bố và được xác nhận bởi Cục An toàn Thực phẩm của Bộ Y tế nữa quý vị. Và chúng tôi cam kết bồi thường 500% nếu quý vị phát hiện đây là sản phẩm giả quý vị nha. Nên quý vị yên tâm đi ạ. Đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Wellness Nutrition, viên uống đông trùng hạ thảo đến từ Mỹ quý vị ơi. Chiết xuất nấm đông trùng hạ thảo cho mỗi một viên lên đến là 525mg luôn, và hiệu quả tốt nhất khi chúng ta sử dụng một viên một ngày cùng với bữa ăn quý vị nha. Wow, như vậy một viên một ngày thôi mà mình đã có thể là cung cấp nhiều acid amin, khoáng chất và vitamin từ đông trùng hạ thảo cho cơ thể của mình rồi, để mình có thể là xây dựng thể chất khỏe mạnh nè, từ cái nguồn thực phẩm quý giá của thiên nhiên, để mình có thể là bảo vệ từ tế bào cho đến hệ thống cơ quan và cả toàn cơ thể. Đúng nữa à. Hỗ trợ tăng cường sức khỏe, bồi bổ cơ thể, mình hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, tức là hệ miễn dịch của mình đó quý vị. Tốt cho những người vừa ốm dậy ha, tốt cho những người sau phẫu thuật nè, rồi còn phù hợp với những người lớn tuổi bị suy giảm sức khỏe nữa, và cả phù hợp với những người cần bồi bổ sức khỏe luôn quý vị nha. Vậy thì trong gia đình của mình ai cần bảo vệ sức khỏe đây ạ? À? Tất cả ông bà cha mẹ và vợ chồng của chúng ta đúng không ạ? Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc của chữa bệnh quý vị nha. 60 phút vàng siêu trợ giá áp dụng cho mọi khách hàng gói ưu đãi 4 trong 1, giảm giá trực tiếp 40%, giao hàng tận nơi, nhận quà như ý, duy nhất một ngày trong tuần. Trợ giá đặc biệt chỉ có trong 60 phút vàng, 60 phút giới hạn. Nhanh tay đặt ngay 1900 7137. Cuộc sống ngày càng hiện đại, con người ngày càng phải đối mặt với nhiều nguy cơ bệnh tật, từ ô nhiễm môi trường, thực phẩm bẩn, áp lực công việc, căng thẳng cuộc sống hay lạm dụng kháng sinh là những yếu tố góp phần làm suy giảm hệ miễn dịch, khiến cho con người khó chống lại các tác nhân gây bệnh. Thưa quý vị, nếu mà nói về câu chuyện mà chúng ta suy giảm về hệ miễn dịch đó, thì Trinh thấy rằng là những người lớn như chúng ta thường là sẽ gặp phải vấn đề này nhiều hơn là trẻ nhỏ của nhà mình. Câu chuyện của Trinh với lại con trai của Trinh đó quý vị, là một cái điều mà Trinh thấy là mình thấu hiểu và mình thấy là cái sự thay đổi mình nó rất là rõ ràng luôn. Khi mà em bé đủ tuổi đi học, tức là khi mà vào cái môi trường mới đó quý vị, thì rất là dễ bị bệnh. Các mẹ nào có con như Trinh đó thì dễ biết điều này lắm. Tức là vừa đi học thôi thì dễ bị lây bệnh từ những cái em bé khác, nào là sổ mũi nè, nào là ho nè. Tuy nhiên Trinh thấy rằng đó nha, là em bé nếu mà để cho em bé tự dùng cái sức của mình đó quý vị, và không lạm dụng kháng sinh và không dùng bất cứ sự hỗ trợ nào, thì tuy nó mất thời gian nhưng nó vẫn sẽ hết quý vị nhá. Và bởi vì là Trinh chăm con của mình mỗi ngày, mỗi đêm vẫn ngủ với lời cờ với con của mình, nhưng mà Trinh thấy rằng là bởi vì là con mình bệnh nên là mình cũng bệnh theo, thì Trinh cũng sổ mũi, Trinh cũng đau họng, Trinh ho kéo dài. Nhưng cái thời gian mà Trinh bị đó quý vị, là nó kéo dài gấp 2, gấp 3 lần so với con của mình. Là Trinh nhớ rằng là trước đây đó Nguyễn, ví dụ như mỗi lần mình có vấn đề về sức khỏe, mình cứ tự ra ngoài những cái cửa hàng thuốc tây đó quý vị, rồi mình nói rằng là bán cái thuốc này ABCD, tại vì mình thấy rằng là cái triệu chứng nó cũng đơn giản thôi. Tuy nhiên á, mình uống mình thấy cần 2 ngày cái hết, cái là mình ngừng, mình không sử dụng nữa. Cứ về lâu về dài mình bị lờn kháng sinh. Lần này quyết định là mình tự đề kháng, mình tự đẩy những cái vấn đề ra khỏi sức khỏe của mình, thì mình vất vả vô cùng quý vị ơi. Mình mới thấy rằng là ủa sao mình mới có 30 tuổi thôi mà sao sức khỏe của mình nó suy giảm đến như vậy.
Trinh thấy Trinh sợ Nguyễn, tại vì Trinh nghĩ rằng á là nếu như mà chúng ta không có một cái sự thay đổi và cải thiện thì 10 năm nữa mình sẽ như thế nào đó quý vị ơi. Vậy thì quý vị thấy đó, những cái hình ảnh trên màn hình đây, mệt mỏi nè, rồi khó ngủ nè, rồi chưa kể là cảm thấy là căng thẳng nữa đó. Vậy đó những là những cái tác động của hệ miễn dịch của chúng ta khi bị suy giảm đó quý vị, thậm chí là nó còn những cái hệ lụy tới sức khỏe nữa. Và cụ thể là nguyên nhân như thế nào, hệ lụy ra sao, quý vị hãy cùng theo dõi nha. Miễn dịch được định nghĩa là sức đề kháng của cơ thể chống lại các bệnh khác nhau. Khi nó hoạt động đúng cách, hệ thống miễn dịch bảo vệ cơ thể chống lại các vi sinh vật gây bệnh, chẳng hạn như virus, vi khuẩn, nấm mốc và ký sinh trùng. Hệ thống miễn dịch cũng bảo vệ chống lại chất gây dị ứng, tế bào ung thư và tế bào chết. Hệ thống miễn dịch rất phức tạp và vai trò chính của nó là để duy trì sự cân bằng của môi trường bên trong của cơ thể và đảm bảo chống lại các tác nhân có hại. Hệ thống miễn dịch bao gồm tập hợp các tế bào và các cơ quan cùng hợp tác để bảo vệ cơ thể chống lại các tác nhân bên ngoài. Các cơ quan miễn dịch được phân bố khắp cơ thể và cùng với dây thần kinh, tim, hệ thống cơ bắp, xương và đường tiêu hóa, đảm bảo hoạt động đúng đắn của cơ thể như một khối thống nhất. Chức năng của hệ thống miễn dịch được dựa trên một mạng lưới thông tin phức tạp và năng động. Khi các tế bào miễn dịch tiếp xúc với những vật lạ từ bên ngoài, chúng sản xuất các chất hóa học khác nhau. Đó là những chất cho phép các tế bào điều chỉnh tốc độ tăng trưởng và trạng thái của nó để huy động các tế bào khác và dẫn chúng tới các khu vực của cơ thể bị ảnh hưởng. Nếu hệ thống miễn dịch bị lỗi hoặc bị suy yếu, cơ thể nhạy cảm hơn với các bệnh khác nhau. Miễn dịch suy yếu biểu hiện như cảm lạnh thường xuyên, nhiễm trùng lặp đi lặp lại, cúm, dị ứng, viêm khớp hoặc ung thư. Nguyễn thấy không? Nguyễn thấy là cái vấn đề của chúng ta rất là rõ ràng phải không ạ? Và nếu như mà chúng ta còn chần chừ, mình còn chờ đợi nữa thì Trinh sợ rằng là nếu như mình khép lại chương trình này rồi, quý vị sẽ quên ngay đi những điều chia sẻ thì nó cũng sẽ không tốt quý vị nhé. Sau cái lần vừa rồi mà mình mất quá nhiều thời gian để phục hồi thì mình mới thấy rằng là mình có thật sự là có vấn đề về cái hệ miễn dịch của mình rồi. Cho nên là mình bắt đầu tìm giải pháp đó Nguyễn. Giải pháp đầu tiên Trinh thấy là từ bản thân của mình trước. Ví dụ như mình mỗi ngày mình tập thể dục thường xuyên là nó cũng tốt sức khỏe của mình rồi. Sau đó nha quý vị, là chúng ta mới bắt đầu cái việc chúng ta ăn uống có một cái kế hoạch thật là tốt và điều độ hơn, hạn chế thực phẩm bẩn, thực phẩm xấu. Rồi cái thứ ba là gì? Đôi khi trong quá trình ăn uống chúng ta không thể nào bổ sung toàn diện được những cái dưỡng chất mình cần thiết thì chúng ta phải có giải pháp thôi quý vị. Mà giải pháp thì mỗi người một giải pháp khác nhau, nhưng mà riêng với Trinh và Nguyễn đó quý vị thì cũng đã khá một thời gian khá là lâu dài rồi là sử dụng những cái dòng sản phẩm là thảo dược quý từ thiên nhiên. Ngoài hồng sâm ra thì còn có thêm là đông trùng hạ thảo nữa. Và đông trùng hạ thảo thì nó đặc biệt tốt nhất là những ai mà làm việc thường xuyên với áp lực cao đó quý vị. Cho nên đó, quý vị nào mà mình gặp cái trường hợp như vậy đó thì chúng ta nên cân nhắc đi quý vị, để chúng ta bổ sung ngay từ bây giờ quý vị nha. Dạ quý vị ơi, nói tới đông trùng hạ thảo chắc là không phải tới bây giờ người ta mới sử dụng đâu, nhưng bây giờ chúng ta mới có điều kiện để tiếp cận và sử dụng nhiều hơn, phổ biến hơn. Chứ cách đây đã mấy ngàn năm về trước thì vua chúa và những cái quan chức đó quý vị là những người mà đã sử dụng đông trùng hạ thảo rồi, bởi vì họ biết đông trùng hạ thảo là một loại thực phẩm quý hiếm quý vị ạ, mà không phải là dễ dàng tìm được đâu quý vị. Vòng đời của một cái mà loại sinh vật đông trùng hạ thảo thôi đã mất rất là nhiều thời gian rồi, ở trên những cái đỉnh núi cao và lạnh đó quý vị, nhiệt độ phải đủ tương xứng nha, thích hợp thì mới bắt đầu là khi những con bướm nó đẻ trứng tạo nên cái ấu trùng và bắt đầu đẻ trứng vào đất, đúng không ạ? Đẻ trên đất như thế này thì bắt đầu sâu non nó sẽ được hình thành và nó di chuyển vào trong lòng đất. Khi mà di chuyển trong lòng đất thì gặp phải một cái chủng nấm là nấm cordyceps quý vị ạ, nó sẽ bị nấm cordyceps ký sinh lên và bắt đầu nấm sẽ phát triển và hút dần dần chất dinh dưỡng ở bên trong con sâu non đó đó quý vị. Rồi tiếp tục là cái bào tử của nấm cordyceps á, nó sẽ được phát tán ra và quý vị sẽ thấy được là nếu mà trong mùa đông mà chúng ta phát hiện á thì sẽ thấy hình dạng là con sâu non như thế này đây. Nhưng khi trong mùa hè đó quý vị là nó đã phát triển thành một cái loại thảo rồi, không có loại thảo dược đó mà mình hay gọi là đông trùng hạ thảo là như vậy đó quý vị. Đông và khi đó là cái phần mà ở trên đầu của con sâu non á, nó sẽ bắt đầu đạp bào tử nấm phát triển thành bắt đầu vươn ra khỏi mặt đất luôn. Thì khi mà tìm kiếm đó đó quý vị là phải hết sức cẩn thận để có thể đào và không ảnh hưởng tới cái phần thân bên dưới mà cũng không có làm gãy cái phần ngọn ở bên trên. Cho nên nó rất là quý hiếm và đắt đỏ, thậm chí là mạo hiểm trong cái quá trình mình đi tìm và mang về nữa đó Tú Trinh. Đúng rồi, mà Nguyễn bây giờ biết không, là không phải nhiệt độ nó như ngày xưa đâu Nguyễn. Trái đất đang ngày càng nóng dần lên đó, thì cái đủ điều kiện về nhiệt độ, tức là cái nhiệt độ phải thật lạnh quý vị nhá, ở cái vùng núi cao thì mới đủ cái điều kiện cho đông trùng phát triển nha quý vị. Đông trùng hạ thảo quý vị nhá. Thì như vậy thì rõ ràng là trong thiên nhiên đó, cái việc mà chúng ta có được đông trùng hạ
hạ thảo nó ngày càng quý hiếm lắm rồi à. Cho nên là quý vị có biết không, cái giá thành của quý vị của đông trùng hạ thảo mà là hàng cao cấp đó quý vị nha, và là quý hiếm từ thiên nhiên, nó không hề rẻ một chút xíu nào đâu quý vị ơi. Và bây giờ đó quý vị, không phải đơn giản, không phải ngẫu nhiên mà từ ngày xưa đó quý vị, những bậc vua chúa đã phải nỗ lực rất là nhiều, thậm chí là chi rất là nhiều tiền luôn để có người đến những cái nơi mà khí hậu khắc nghiệt như vậy để chờ đợi cái quá trình đông trùng hạ thảo, và sau đó bắt đầu khai thác từ thiên nhiên về và chế biến thành những cái món ăn quý vị nhé, thành những cái dòng sản phẩm mà nó tốt cho sức khỏe của mình ngay từ khi mà chúng ta vừa mới bắt đầu mình sử dụng thôi quý vị ơi. Mà mình có một cái thói quen đều đặn như vậy đó thì cơ thể mình khỏe hơn, mình dễ biết lắm Nguyễn. Tức là mình thấy cái làn da của mình sao nó hồng hào một cách khỏe mạnh Nguyễn ha. Rồi ban đêm mình ngủ là cái giấc ngủ mình nó sâu hơn, chứ không phải là ngủ trong cái việc là chúng ta khó thở, khó nhọc và mệt mỏi, và chúng ta làm việc cũng có sự tập trung nhiều hơn quý vị nhé. Và quý vị ơi, khi mà thời tiết thay đổi, khi có biến động từ môi trường thì bản thân người nào mà có cái sức đề kháng á, tức là cái hệ miễn dịch mà nó tốt đó quý vị, thì bản thân mình nó cũng yên tâm phần nào trước mọi cái sự biến đổi của môi trường, của khí hậu, của thời tiết quý vị nha. Mà quý vị hình dung là quý vị đem được những con đông trùng hạ thảo nó về rồi á quý vị, thì chúng ta sẽ bào chế như thế nào đây? Chúng ta sẽ chế biến ra sao đây? Liệu là có tận dụng được hết không? Đó. Định lượng có phù hợp chưa? Đúng rồi. Để mà chúng ta sử dụng mỗi ngày. Thì nay đã có viên uống như thế này là quý vị từ Wellness Nutrition, để mà quý vị dễ dàng sử dụng hơn. Hiệu quả tốt nhất là một viên một ngày và đúng uống rồi cùng với bữa ăn. Như vậy quý vị thấy không? Chúng ta mất không tới 1 phút 30 giây nữa và cũng không cần vượt lên chính mình, mà sẽ là bảo vệ sức khỏe của mình quý vị nha. Từ cái thành phần dinh dưỡng có trong đông trùng hạ thảo chủng tổ đi xếp như thế này quý vị ạ. Dinh dưỡng cao mang đến rất là nhiều axit amin và khoáng chất cũng như các loại vitamin đặc biệt nữa. Nhà của mình đó quý vị, mà có những ai mà mới ốm vậy á, quý vị hình dung là khi mà chúng ta bị ốm á thì rõ ràng là hệ miễn dịch của mình đã suy giảm, đúng không ạ? Rồi những người mà mới phẫu thuật xong nè, những người mà đang cần bồi bổ sức khỏe nè, đó là sẽ rất là cần để mà tăng cường cái sức đề kháng cho cảm thấy khỏe mạnh trở lại. Và như vậy á thì mình phải bổ sung thôi. Đó, rồi trong nhà của mình mà thí dụ như ông bà cha mẹ mà mình thấy là ngủ không ngon á, rồi hay mệt mỏi hay trằn trọc á quý vị, thậm chí là cả một ngày mình cảm thấy là đừ lắm rồi, mình nghĩ là mình đặt lưng xuống mình sẽ ngủ được liền, nhưng cuối cùng là mắt thao láo và cảm thấy là tại sao lâu hôm qua trở lại mà cuối cùng không ngủ được, là do cơ thể nhiều khi hệ miễn dịch nó đang yếu đấy quý vị. Rồi da xỉn màu nữa đó. Đó, cả những cái vết thâm xuất hiện nữa đó quý vị, sẽ thấy có rất là nhiều biểu hiện ra làn da, biểu hiện trong giấc ngủ và biểu hiện trong cái cảm giác là lúc nào mình cũng uể oải mệt mỏi hết, là lúc đó phải bổ sung sức khỏe thôi. Như Nguyễn với Tú Trinh thì tìm được giải pháp rồi, còn quý vị thì sao ạ? Đúng rồi ạ, còn quý vị thì sao? Thì mình có rất nhiều giải pháp, quý vị cứ cân nhắc, quý vị cứ lựa chọn nha. Nhưng nếu như quý vị thấy là ngày hôm nay mình đang có một giải pháp rất là thích hợp với mình và cả những người thân của mình với đông trùng hạ thảo từ thiên nhiên của Mỹ, thì quý vị hãy đồng hành cùng với chúng tôi đi quý vị, và chỉ có trong khoảng thời gian còn lại thôi, nó không còn quá nhiều quý vị nhé. Đây là quý vị, trong một cái hộp lớn rất là sang trọng, quý vị sẽ có là 3 hũ như thế này, mỗi hũ là mình sẽ có là 90 viên, như vậy trọn một bộ là có 270 viên đông trùng hạ thảo. Và quý vị ơi, từ cái hộp ở bên ngoài đến cả cái hộp nhỏ bên trong, nó đều có những cái dòng chữ rất rõ ràng và tự tin về chất lượng, Made in USA, được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ về Việt Nam luôn quý vị nhé. Thành phần rõ ràng, và đặc biệt là trong mỗi một viên na như vậy đó quý vị, nó có cái thành phần là nấm đông trùng hạ thảo là 525mg cho một viên. Mỗi ngày quý vị dùng một viên á, cùng với bữa ăn quý vị, nó sẽ mang hiệu quả cải thiện dần dần từ bên trong. Cho nên á, quý vị có sản phẩm này, quý vị cân nhắc kết hợp thêm với cái chế độ ăn uống sinh hoạt của mình và cả cái tâm lý của mình nữa, để chúng ta khỏe hơn mỗi ngày quý vị nhé. Đừng có để cho tuổi tác của mình đó quý vị, nó khiến cho chúng ta cảm thấy lúc nào cũng là căng thẳng mệt mỏi. Thì sao mới có 30 tuổi, 40 tuổi thôi mà cứ ngày nào thay vì là tinh thần phơi phới, phấn chấn thì căng thẳng, không tập trung, mệt mỏi, uể oải kéo dài. Rồi lão hóa cũng xuất hiện nhanh hơn, thể hiện qua làn da của mình nó bị xỉn màu nè quý vị. Rồi mái tóc của mình nó cũng không có còn được bóng mượt như trước nữa. Và nhất là cái việc đó nha, mà chúng ta bị suy yếu hệ miễn dịch thì phải nói Nguyễn ơi, nó vô cùng nguy hiểm luôn đó Nguyễn ạ. Chính xác luôn quý vị. Quý vị hình dung hệ miễn dịch giống như một cái hàng rào bảo vệ cơ thể của chúng ta, nhưng liên tục bị tác động bởi môi trường ô nhiễm nghiêm trọng nè, khói nhiên liệu bụi mịn nè, rồi còn nguồn nước ô nhiễm nặng nữa quý vị, chưa kể là những cái vi nhựa quý vị, chúng ta dễ dàng bị ảnh hưởng tại vì ăn vi nhựa hay uống vi sợi nè, rồi cái thói quen sinh hoạt không khoa học nữa đó. Bắt đầu ở cuộc sống hiện đại nó cũng mang tới những cái nhiều hệ lụy lắm quý vị ơi, và khói thuốc lá xung quanh chúng ta, rồi áp lực công việc nữa quý vị, vô vàn những cái lý do để nó tác động tác
động đến hệ miễn dịch và khiến hệ miễn dịch suy yếu dần dần. Hệ miễn dịch suy yếu thì lại ảnh hưởng tới cơ thể vô cùng luôn, tại vì hàng rào chắn nó đã bị tác động rồi. Đúng rồi. Vậy thì chúng ta phải có giải pháp. Như vậy thì đâu chính là giải pháp cho mình đây quý vị ạ? À? Và hôm nay thì chúng ta đã tìm được một giải pháp, đó chính là những cái viên uống đông trùng hạ thảo như thế này, với chiết xuất là một viên sẽ là 525mg đông trùng hạ thảo để mà chúng ta cung cấp axit amin nè, vitamin nè, khoáng chất nè. Vậy thì mình sẽ cần hiểu rõ hơn đông trùng hạ thảo có tác dụng như thế nào mà người ta lại ưa chuộng như vậy nha. Đông trùng hạ thảo đó, nó là một cái loại dược liệu quý mà chúng ta nghe nói từ rất lâu rồi. Trước đây thì chỉ được sử dụng cho các cái đối tượng là vua này, quan này và ở trong hoàng cung thôi. Bởi vì ở đây cái chức năng của đông trùng hạ thảo là giúp cho cơ thể khỏe khoắn hơn, giúp mà duy trì được cái tuổi thanh xuân lâu hơn, duy trì được cái chức năng sinh lý của cả nam cũng nữ, cũng như là nữ. Và ngày nay đó thì với cái ánh sáng của khoa học thì người ta đã thấy rằng thành phần của đông trùng hạ thảo về dinh dưỡng nó rất là cân đối và rất là giàu chất dinh dưỡng. Ở trong đông trùng hạ thảo có đến 18 axit amin, tức là để cung cấp những cái chất cần thiết cho các cái phản ứng ở trong cơ thể của chúng ta, cũng cung cấp được 12 cái vitamin khác nhau và đến 17 cái loại khoáng chất khác nhau. Thì như vậy đây là một cái sản phẩm rất là giàu dinh dưỡng để sử dụng cho những đối tượng mà đang có những cái nhu cầu các cái chất dinh dưỡng cao, chẳng hạn như là những cái người mới ốm dậy hoặc là người cao tuổi mà chúng ta ăn uống kém, chúng ta thiếu các cái dưỡng chất dinh dưỡng, thì đây chính là một cái giải pháp để chúng ta bổ sung thêm. Vậy là thời gian của chúng ta quý vị thấy rồi đó, 60 phút vàng tràn ưu đãi và thời gian của chúng ta không còn nhiều. Quý vị ơi, nắm bắt ngay cơ hội này nha. Một lần mua sắm có ngay 3 hộp viên đông trùng hạ thảo với tổng cộng 270 viên và cho quý vị thêm bộ 5 quà tặng nữa, có omega 369 luôn quý vị nha. Có thêm thực phẩm bảo vệ sức khỏe của chúng ta là những viên năng sụn cá mập sắc Capilla, có thêm những viên uống hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu não và hai gói kẹo sâm nữa. Hơn 2/3 thời lượng của chương trình đã trôi qua. Quý vị ơi, nếu như mình nghĩ rằng 60 phút là dài mà từ từ mình quyết định mua sắm cũng được, nhưng thưa quý vị không phải như vậy. Mình thích cũng có nghĩa là nhiều người cũng mới trải nghiệm giống như mình rồi và họ thực sự hài lòng thì họ cũng nắm bắt ngay cơ hội này để mà chúng ta sở hữu ngay trọn bộ sản phẩm như vậy. Cho nên quý vị, mình chờ đợi mà đến hết 60 phút thì có thể là mình không còn đủ cái sản phẩm này để mà chúng ta có luôn một bộ quà tặng, chưa kể sản phẩm chính quý vị nhé. Và quý vị thân mến, đã bao lâu rồi quý vị cứ nghĩ rằng là mình còn trẻ, mình còn khỏe, chưa có dấu hiệu gì thì không sao. Đã bao lâu rồi quý vị chưa có những cái món quà tặng về sức khỏe dành đến cho những người mà mình yêu thương và lúc nào cũng mong muốn họ khỏe? Và đã bao lâu rồi quý vị chịu đựng cái việc là chúng ta cảm thấy uể oải và mệt mỏi kéo dài và mình nghĩ rằng là do điều kiện thời tiết thay đổi như thế thôi? Nếu như quý vị không hành động, không thay đổi thì thật sự về lâu về dài nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của mình quý vị nhé. Ngày hôm nay giải pháp của chúng ta là một giải pháp mà đã có rất nhiều gia đình tin dùng và tin chắc một điều rằng là mọi người cũng đang chờ đợi cái cơ hội này để một lần nữa mình mua sắm một bộ bao gồm là 3 hộp đông trùng hạ thảo như thế này, được đựng trong một cái hộp lớn như vậy quý vị nha. Mà Nguyễn thấy đó, 270 viên, mình sử dụng lâu dài nha, 9 tháng luôn. Chính xác luôn quý vị, 9 tháng luôn nếu mà một người sử dụng một bộ sản đúng phẩm rồi như thế này quý vị. Và mỗi ngày chúng ta không chỉ là bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ cho tăng cường sức đề kháng bằng những viên uống đông trùng hạ thảo đâu, mà hôm nay khi mà quý vị mua trong 60 phút vàng siêu trợ giá này thì quý vị còn được quà tặng để chúng ta chăm sóc toàn diện cho cơ thể, chăm sóc từ trí não, chăm sóc cho tới xương khớp, chăm sóc luôn cả cho mắt này, cho tim mạch, đúng cho rồi, cả mạch máu của chúng ta luôn đó quý vị. Chính xác luôn quý vị ơi. Và đúng như là Nguyễn nói đó quý vị, đây là sản phẩm chính nha. Rồi ở bên trong là mình có là 3 hộp đúng không quý vị, là 270 viên nang rồi. Rồi bây giờ là quý vị, mình có thêm là 30 viên dầu cá omega 369. Mà quý vị biết rồi đó, dầu cá omega 369 nó có DHA và EPA, cơ thể mình không thể tự tổng hợp được nha quý vị. Mình bổ sung từ cá biển ở vùng biển sâu. Rồi mình có thêm là, đây quý vị ơi, mình sẽ có là những cái viên uống hỗ trợ giúp cho cái hệ xương khớp của mình nó không có bị đau khớp và bị cứng khớp, đến từ Natural Gift Shark Cartilage luôn quý vị nha. Rồi 100 viên cho một hộp như
như vậy. Rồi bây giờ là quý vị sẽ có thêm gì ạ? Những cái viên uống hỗ trợ tăng cường tuần hoàn não quý vị nha. Đó, cứ mỗi một hộp như vậy 30 viên thì quý vị ơi, khi mà chúng ta sử dụng đều đặn đó quý vị, tốt cho mắt của chúng ta nè, não bộ, tim mạch nè, hệ cơ xương khớp của mình nha quý vị, tuần hoàn máu não nữa. Và có kẹo sâm 2 gói đến từ Hàn Quốc luôn, giúp bồi bổ cơ thể của mình. Và đừng quên sản phẩm chính của chúng ta là ở đây, đông trùng hạ thảo quý hiếm từ Mỹ. Mà riêng sản phẩm chính đó quý vị là mình có cam kết bồi thường 500% nếu quý vị phát hiện đây sản phẩm này là hàng giả quý vị nha. Cho nên đây là bộ sản phẩm được sản xuất cao cấp nha quý vị, sản phẩm cao cấp được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ về Việt Nam. Quý vị ơi, như vậy là quý vị nghĩ xem là với cái phần mà sản phẩm cao cấp thôi nha, được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ thì giá thành của nó như thế nào? Cho một bộ 3 hộp như thế này, quý vị chúng ta dùng trong 9 tháng, rồi còn thêm vô vàn quà tặng như vậy nữa thì chúng ta phải chi bao nhiêu? Quý vị nghĩ bao nhiêu ạ? 3 triệu hay 5 triệu? Và bình thường đó quý vị thì sẽ phải chi khoảng là 2 triệu 2 quý vị nha. 2 triệu 190 ngàn đồng là giá 9 tháng đó quý vị. Nhưng hôm nay một lần mua siêu ưu đãi chỉ có 1.290.000 thôi quý vị. 1.290.000 là sản phẩm chính bộ 3 hộp viên đông trùng hạ thảo và cả quà tặng của chúng tôi. 5 phần quà cho quý vị luôn. Một hộp Omega 369, một hộp là thực phẩm bảo vệ sức khỏe sụn cá mập sát Cadillac, một hộp Green Living thực phẩm bảo vệ sức khỏe để có thể là bổ sung hỗ trợ tăng cường tuần hoàn não là quý vị. Còn có thêm 2 gói kẹo hồng sâm Hàn Quốc nữa quý vị ơi. Quà tặng ngập tràn như thế này, mà quan trọng hơn là chúng ta còn đang chăm sóc được sức khỏe của chúng ta nữa bởi một sản phẩm chất lượng, một sản phẩm mà đã đạt được chứng nhận của FDA từ Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ, còn được cam kết chất lượng từ Cục An toàn Thực phẩm của Bộ Y tế nữa quý vị. Nên là chúng ta cảm thấy yên tâm rồi, mà còn có cam kết bồi thường 500% từ nhãn hàng nếu phát hiện sản phẩm là hàng giả nữa. Sự cam kết này chính là uy tín và sự bảo đảm cho sức khỏe của tất cả quý vị. Siêu trợ giá áp dụng cho mọi khách hàng gói ưu đãi 4 trong 1, giảm giá trực tiếp 40%, giao hàng tận nơi, nhận quà như ý, duy nhất một ngày trong tuần. Trợ giá đặc biệt chỉ có trong 60 phút vàng, 60 phút giới hạn. Nhanh tay đặt ngay 1900 7137. Từ xa xưa, Đông y đã nổi tiếng với những phương thuốc vô cùng quý giá từ thiên nhiên. Một trong số đó chính là đông trùng hạ thảo. Từ lâu, Trung Quốc đã lan truyền các câu chuyện về một loài sinh vật thần kỳ, khi thì là côn trùng, khi thì là cây. Và vị thuốc này được chính thức ghi trong tài liệu thuốc đông y Trung Quốc vào giữa thế kỷ 18. Ngày nay, dưới sự phát triển của y học hiện đại, các nhà khoa học trên khắp thế giới đã chứng minh được những công dụng của đông trùng hạ thảo. Dù là đông y hay tây y, đối với đông trùng hạ thảo thì cả hai trường phái y học này đều thống nhất về công dụng của chúng trong việc nâng cao và cải thiện sức khỏe cho con người. Tại Việt Nam, đông trùng hạ thảo lần đầu tiên được tìm thấy trong tự nhiên vào năm 1993. Với những tác dụng thần kỳ, loại dược liệu quý giá này ngày càng được ưa chuộng và phổ biến ở nước ta. Và đúng là như vậy đó Nguyễn, ngày càng được ưa chuộng và phổ biến tại Việt Nam của mình. Mà từ trước đến giờ khi mà chúng ta được nghe nhiều cái câu chuyện như những cái bộ phim mình đã từng được xem ha Nguyễn ha, từ những cái bộ phim tư liệu và phim tài liệu và cả trong những cái bộ phim điện ảnh nổi tiếng đó quý vị, thì chỉ có những cái bậc vua chúa ngày xưa ở những cái tầng lớp mà họ có thật là nhiều tiền và họ có đủ khả năng là tìm được và mời được những người có đủ sức khỏe và đi đến những cái vùng núi thật là cao, khí hậu rất lạnh và cực kỳ khắc nghiệt luôn, để mà tìm từ thiên nhiên những cái thực phẩm mà gọi là thảo dược quý lắm luôn quý vị. Đó chính là đông trùng hạ thảo. Mà thiệt sự đó quý vị, bây giờ thì điều kiện thời tiết đã thay đổi rất nhiều rồi, làm gì mà chúng ta còn có được đông trùng hạ thảo quý hiếm nhiều như xưa nữa. Cho nên đã quý hiếm thì lại càng quý hiếm hơn quý vị nhé. Và đông trùng hạ thảo thì nãy thích con nói của Nguyễn lắm nha, mình cứ phân tích rõ ra hai vế là mình hiểu ngay. Đông trùng hạ thảo tức là mùa đông là ấu trùng ở dưới sâu ở lòng đất
và có một cái loại nấm là chính là Cordyceps cho quý vị, ký sinh lên cái thân con trùng này, đó chính là từ cái sâu non đó quý vị, do bướm đẻ ra đúng không ạ quý vị, sau đó thì mới hút được cái chất dinh dưỡng, từ đó thì ở bên trong đó quý vị, trong suốt cái mùa đông á, nuôi dưỡng cho đến mùa hè hạ thảo, tức là vươn lên từ đầu của con sâu non này thành một cái thảo dược quý. Cho nên đông trùng hạ thảo quý ở chỗ này là quý vị, vừa là thảo vừa là động vật mà cũng là vừa là thực vật kết hợp với nhau luôn. Đúng rồi, cho nên người ta mới gọi đây là một cái loại sinh vật diệu kỳ á quý vị. Nó là vì cái loại sinh vật này diệu kỳ quá, nhiều dưỡng chất quá, cho nên là từ xa xưa đó là vua Quang á là đã phải coi như là sai người đi tìm cho bằng được trên những cái đỉnh núi cao đó, nhưng mà phải tìm rất là cẩn thận nha, để rất mà giữ nguyên trọn vẹn nguyên một cái phần đúng thân rồi, và cả phần ngọn luôn, để mà đầy đủ dinh dưỡng quý vị ạ. Quý vị nhìn bao nhiêu người và bỏ công sức đi ở những cái nơi thời tiết khắc nghiệt và núi cao nguy hiểm, nhưng chỉ tìm được tầm khoảng nắm tay thôi, từ một cái nông nhỏ như vậy thôi đó quý vị, rồi mang về sử dụng. Cho nên trước đây nếu không phải là vua thì phải là những cái vị quan mà đạt được giống như là gọi là trọng thần ở tối trên, có nhiều những cái vị quan mà có chiến tích đó, đó thì rồi mới được ban thưởng như vậy quý vị ạ. Nó quý như vậy luôn, cho nên dân thường là hầu như không ai được sử dụng tới. Nhưng mà bây giờ thì bắt đầu phát triển hơn rồi, cho nên là bắt nhiều người đi tìm hơn, rồi thậm chí là các nhà khoa học cũng nghiên cứu nữa để làm sao có thể là mang về và dùng những cái chất dinh dưỡng đó để phục vụ cho sức khỏe của con người. Thì họ đã có một cái quá trình nuôi trồng nữa quý vị. Nhưng mà nuôi trồng với quý vị thì người ta mới phát hiện là có hơn tới 600 loài trùng thảo. Mình gọi là trùng thảo thôi, mình không gọi được là đông trùng hạ thảo. Chỉ có những cái loại nào mà chủng Cordyceps thì mới là đông trùng hạ thảo quý vị nha. Thì có hai chủng Cordyceps là Cordyceps sinensis và Cordyceps militaris, để mà chúng ta có thể sử dụng và có nhiều những cái dưỡng chất bồi bổ cho sức khỏe. Thì hôm nay đây, trên tay của Như Nguyễn và Tú Trinh á, là những cái sản phẩm mà đã nghiên cứu và mang tới cho quý vị là đông trùng hạ thảo Cordyceps quý vị nha, đã được chứng nhận và rất là an toàn luôn, sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ luôn đó, có FDA, có GMP chứng nhận rồi, đầy còn đủ được hết cả Cục An toàn thực phẩm của Bộ Y tế Việt Nam chứng nhận nữa, để chúng ta có một cái sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên uống đông trùng hạ thảo, để giúp cho chúng ta có thể là hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch nè, giúp cho chúng ta có thể là bồi bổ sức khỏe của mình nè. Đúng rồi, và để xuất hiện được trong chương trình 60 phút vàng siêu trợ giá của VTV Hyundai là phải trải qua những khâu kiểm duyệt gắt gao rồi quý vị, và lại còn cam kết bồi thường lên đến là 500% nha. Nếu quý vị phát hiện đây là sản phẩm giả quý vị nha, cho nên quý vị ơi, cơ hội là ở đây, cơ hội chỉ có trong tích tắc có một vài phút còn lại thôi, chứ không có phải là 60 phút mà mình nghĩ nói dài đâu quý vị. Nhiều người đã trải nghiệm và thấy hiệu quả như mình rồi thì chắc chắn là họ sẽ không có bỏ qua cơ hội giống như mình đâu. Để làm chi quý vị, để sở hữu tiếp tục và chúng ta tiếp tục chúng ta sử dụng và chúng ta nuôi dưỡng, chúng ta bồi bổ, chúng ta cải thiện sức khỏe của mình từ ở bên trong, nhờ vào đông trùng hạ thảo là cái thảo dược quý hiếm đó quý vị. Nó có 18 loại axit amin và những cái khoáng chất, nó bồi bổ toàn diện cho cơ thể của mình, đặc biệt là nhiều quý vị, nó tăng cường cái sức đề kháng hay là cái hệ miễn dịch của chúng ta, để quý vị từ đó là quý vị mình sinh hoạt hàng ngày, mình học tập, mình làm việc, mình lao động, mình ngủ dậy, mình thức dậy là tinh thần mình nó phơi phới, nó phấn chấn, chứ không phải là nó uể oải, nó mệt mỏi kéo dài và từ dần dần dẫn đến suy nhược quý vị nhé. Quý vị có hay cảm thấy những tình trạng như thế này không quý vị? Nếu như quý vị thấy buồn ngủ mà cứ trằn trọc hoài nguyện tới sáng luôn không ngủ được, rồi sáng ngày hôm sau thức dậy mệt mỏi da dẻ thì xám xịt, tinh thần thì không hề vui vẻ một chút xíu nào, căng thẳng, rồi làn da của mình nó cũng lão hóa nhanh hơn, mình cảm thấy chán nản quá, thì đây là những cái lúc mà chúng ta đặc biệt phải nên nhìn nhận lại liền và khắc phục liền nha quý vị ơi. Dạ, mà chưa kể quý vị, không chỉ là những cái mà kiểu căng thẳng mệt mỏi đâu, mà khi hệ miễn dịch mình suy yếu mình còn dễ mắc bệnh nữa quý vị. Tại luôn, vì cái hàng rào của cơ thể ấy, lúc đó nó đã bị tác động rồi, môi trường ô nhiễm, nguồn nước ô nhiễm, khói bụi nè, rồi cả khói thuốc lá nữa, rồi chưa kể là cái thực phẩm mà chúng ta ăn vào, cái chế độ sinh hoạt của chúng ta đó, rồi cuộc sống bây giờ có quá nhiều những cái sản phẩm từ nhựa, cho nên đôi khi trong thức ăn của mình nó lẫn vi nhựa mình không biết được quý vị, rồi cái thói quen sinh hoạt không khoa học, những cái buổi tiệc tùng, thậm chí là mình tiếp xúc bên ngoài thụ động thôi nhưng mà mình bị hít phải khói thuốc lá, áp lực công việc nữa, nó ảnh hưởng quá nhiều tới hệ miễn dịch của mình, thì khi đó đó mình sẽ khó mà tránh khỏi những cái bệnh tác động bên ngoài, từ vi khuẩn, từ virus, cả những cái loại nấm nữa quý vị. Cho nên là giải pháp ngày hôm nay quý vị ơi, giải pháp đã có, và việc tận dụng giải pháp hay không là do quý vị nha. Mà như Nguyễn thấy là có cái giải pháp rồi, chính là bổ sung sức khỏe, tăng cường sức đề kháng cho mình. Mà một ngày quý vị mất bao nhiêu thời gian để có thể làm được điều đó? Và 1 phút 30 giây thôi, lấy một cái viên ra uống, uống nước 1 phút thôi quý vị, để mà chúng ta có thể là uống một viên cùng với bữa ăn của mình, vậy là xong. Đúng rồi ạ, và đó là sản phẩm chính của mình nha, là 270 viên cho 3 hộp như thế này, được đựng trong một cái chiếc hộp lớn rất là sang trọng quý vị.
vị mang về làm quà tặng liền luôn quý vị ơi, cho chính mình quý vị nha. 270 viên á, mà mức giá chỉ là 1.290.000 đồng thì quý vị chia ra đi quý vị. Thì Trinh đã chia ra rồi là chỉ có khoảng 4.700 đồng thôi, chưa đến 5.000 đồng cho một cái viên thảo dược quý đông trùng hạ thảo từ Mỹ quý vị nha. Và hàm lượng của nấm đông trùng hạ thảo là 525mg cho một viên quý vị nhé. Nhưng mà đó chỉ mới là sản phẩm chính thôi quý vị. Cũng với mức giá là 1.290.000 đồng này, Trinh thấy đó, Nguyễn nãy giờ là mãi mê luôn và Trinh cũng không thể nào mà rời mắt được cái bộ sản phẩm quà tặng của mình, đúng không Nguyễn? Chính xác, tại vì tôi Trinh biết không, như Nguyễn bị cận cho nên là mắt càng lúc càng yếu, đúng không? Cho nên là quý vị biết không, tại vì đôi mắt ngày xưa mình không có biết cái chuyện là mình sẽ phải uống dầu cá và bổ sung cho cái đôi mắt của mình những cái dưỡng chất. Cái cửa sổ tâm hồn mà mình cứ nghĩ là ôi thôi mỗi ngày chớp chớp nhìn nhìn là mình đã thấy hạnh phúc rồi, nhưng thực ra bắt đầu nó mờ dần cái khả năng nhìn của mình đó quý vị, nó bắt đầu bị hạn chế. Đó cho nên là khi đó phải nhờ tới kính nè, khi đó phải nhờ tới sự trợ giúp của các bác sĩ nhãn khoa. Thì quý vị thấy không, ảnh hưởng và tốn kém quá, trong khi mình có thể bổ sung omega 369 nó sẽ tốt cho thị lực của mình lắm nha. Chưa kể là trong omega 369 đó quý vị thì sẽ có là EPA và DHA. DHA thì sẽ hỗ trợ tốt cho cả là trí não của mình nè quý vị. À, ngày xưa là chúng ta đã thấy là DHA là cần có để mà bổ sung cho trí não của các em bé nhỏ từ rồi. Trong bụng mẹ rồi luôn. Các mẹ đang mang thai cũng cần phải bổ sung DHA nữa để mà có thể là tạo nên những cái tiền đề tốt cho con. Đúng rồi. Và bên cạnh đó còn có EPA. EPA thì lại hỗ trợ rất là tốt cho cái việc là tuần hoàn và cả là tim mạch nữa quý vị. Nhất là nha, có thể hỗ trợ giảm mỡ máu đó quý vị biết không, hỗ trợ tăng cường sức khỏe. Mà quý vị biết không, cái này không có tự tổng hợp được đâu quý vị, phải ăn từ những cái loại cá biển béo quý vị, cá biển sâu. Nhưng mà nhiều người không ăn cá được, rồi chưa kể là ăn không được cái lượng nhiều, không đủ cái hàm lượng là sẽ thiếu hụt rồi đó. Cho nên chỉ cần bổ sung thôi, mỗi ngày một viên, như Nguyễn thấy lại tốt cho cơ thể và nhất là cho trí, cho thị và cho tâm của mình, đúng không? Đúng rồi, nên là Trinh thấy là Nguyễn không được bỏ qua cơ hội sở hữu ngay omega 369 nha. Còn đây, đối với những ai mà thấy cái vấn đề đầu gối mà nó kêu lão xạo như Trinh đó quý vị, khi mà mình đi mình bước đi nè quý vị là nghe rõ luôn, bây giờ mình cảm nhận được luôn nè, thì quý vị đừng bỏ qua thêm món quà tặng của mình ngày hôm nay. Sản phẩm cũng đến từ thương hiệu Natural Gift của Mỹ quý vị nha, là những cái viên uống hỗ trợ chúng ta giảm cái trường hợp là bị đau khớp, bị cứng khớp, giúp cho khớp vận động linh hoạt hơn. Shark Cartilage quý vị nha, 30 viên cho một hộp, cũng đến từ Natural Gift, được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ về Việt Nam luôn, chúng tôi tặng cho quý vị rồi. Như vậy là có omega 369, có Shark Cartilage sụn cá mập, thì đừng quên mình sẽ có thêm là những viên uống hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu lên não bộ và làm giảm các triệu chứng của thiểu năng tuần hoàn não Green Living, cũng đến từ thương hiệu Natural Gift của Mỹ luôn. Mà thành phần ở đây đặc biệt là quả Việt Quất của phương Tây và chiết xuất cao bạch quả hay còn gọi là Ginkgo Biloba của phương Đông kết hợp cùng với nhau quý vị nhé. Những người lớn tuổi, những người thường xuyên làm việc căng thẳng, đừng có bỏ qua cơ hội sở hữu ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Green Living quý vị ơi. Rồi như vậy là 1, 2, 3 sản phẩm chính luôn quý vị, tặng cho nhà mình thêm 2 sản phẩm đến từ Hàn Quốc nữa. Đúng rồi quý vị ơi, kẹo hồng sâm đây rất là nhiều người thích, nhất là những người lớn tuổi quý vị, ăn vào thì thơm miệng mà bên cạnh đó mình sẽ còn cảm thấy là tỉnh táo nữa quý vị, là nhờ vào chiết xuất hồng sâm trong những cái viên kẹo như thế này nè quý vị. Đó, thay vì bình thường ở nhà ba mẹ lớn tuổi rồi mà hay kiểu buồn miệng á, cái thèm ăn cái gì đó ngọt, ăn kẹo thì không tốt đâu, cho nên với kẹo hồng sâm, chiết xuất từ hồng sâm thì lại khác, không phải là những cái loại kẹo có đường đó, để mà chúng ta đảm bảo là ôi mình vừa cung cấp được những cái dưỡng chất cho cơ thể của mình mà mình còn có thể có thêm cái niềm vui trong gia đình nữa. Và nhất là hôm nay rất vui khi nếu như quý vị mua sắm trong 60 phút vàng siêu trợ giá, quý vị sẽ có mức giá siêu ưu đãi, thay vì 2.190.000 đồng chỉ còn 1.290.000 đồng mà thôi. Nên là quý vị nhanh chóng lên nha, còn có một chút thời gian nữa thôi, và Trinh thấy rằng là tự nhiên cái rất là nôn luôn quý vị nha. Nên quý vị chúng ta nhanh chóng lên quý vị nha, đặc biệt cam kết về chất lượng đã được công bố và được xác nhận bởi Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế và hoàn tiền lên đến là 500% nếu quý vị phát hiện đây là sản phẩm giả quý vị nha. Cho nên quý vị đừng bỏ qua cơ hội này. 60 phút vàng siêu trợ giá áp dụng cho mọi khách hàng gói ưu đãi 4 trong 1, giảm giá trực tiếp 40%, giao hàng tận nơi, nhận quà như ý, duy nhất một ngày trong tuần. Trợ giá đặc biệt chỉ có trong 60 phút vàng, 60 phút giới hạn. Nhanh tay đặt ngay 1900 7137. Chúng ta đang ở trong phút cuối cùng của 60 phút vàng siêu trợ giá, tức là 60 phút, bây giờ chỉ còn có 60 giây. 60 giây để quý vị có thể quyết định là chăm sóc sức khỏe cho mình, cho những người thân yêu của mình hay không ạ. Và nếu đã quyết định rồi thì nhấc máy lên gọi ngay để có trọn một bộ sản phẩm mà chúng ta có thể là chăm sóc cho chính chúng ta nè, cho những người thương yêu của chúng ta đi quý vị. Và đúng là như vậy đó quý vị, và quý vị lưu ý nha, đây là 60 phút vàng siêu trợ giá và chỉ còn có vài giây còn lại thôi. Chúng tôi rất mong quý vị đặt hàng thành công và chúc quý vị sẽ có những cái niềm vui
vui mỗi ngày vì sức khỏe chúng ta thật sự nó tốt hơn rồi quý vị nhé. Và đừng quên đặt hàng ngay bây giờ, chúng tôi giao trọn bộ sản phẩm này kèm với 5 quà tặng về tận nhà cho mình, 63 tỉnh thành trên toàn quốc quý vị nhé. Nhanh chóng lên ạ, thời gian không còn nhiều. Siêu trợ giá áp dụng cho mọi khách hàng gói ưu đãi 4 trong 1, giảm giá trực tiếp 40%, giao hàng tận nơi, nhận quà như ý, duy nhất một ngày trong tuần. Trợ giá đặc biệt chỉ có trong 60 phút vàng, 60 phút giới hạn. Nhanh tay đặt ngay 1900 7137.